Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc mang ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước khi diễn ra lễ khai mạc chương trình nghệ thuật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư đã cùng tham quan không gian văn hóa Việt Nam, trưng bày nhiều bức ảnh nghệ thuật và hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngày Văn hóa Việt Nam ở Trung Quốc lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, tức là một hoạt động của chương trình của chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sang Trung Quốc do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu. Nên đầu tiên đây là một phần của cái hoạt động của chuyến thăm chính thức đó, thì qua đó để giới thiệu cái văn hóa Việt Nam và cũng qua đó để mà thể hiện cái sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và đặc biệt là cái sự coi trọng của chuyến đi thăm lần này của đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân sang Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta, và cũng qua cái bài hát lần này cũng để làm một lần nữa thể hiện cái cầu nối và qua văn hóa để mà thúc đẩy cái tình cảm và cái mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước. Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, chương trình như một lời chào thân thiết, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam gửi đến lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc, đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn của đất nước và cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chương trình nghệ thuật cũng giới thiệu về một đất nước Việt Nam đang tích cực hội nhập, năng động, đúng với tên gọi Nhịp cầu hữu nghị. Chương trình đã đem đến cho người xem những lời ca, điệu múa nổi tiếng của Trung Quốc, được nhân dân hai nước yêu thích do các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc biểu diễn. Tại đây, khán giả đã được đắm chìm trong những bản nhạc, lời ca, điệu múa du dương qua các tiết mục đặc sắc, ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước Việt Nam, những bài hát nổi tiếng của Trung Quốc. Nhà văn, nhà thơ Chu Sắt Sắt của Trung Quốc, người từng được mời sang Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế Quảng bá Văn học Việt Nam và Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương hồi đầu năm nay, rất háo hức khi được đến với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc lần này. Tôi rất bất ngờ khi Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức ở Bắc Kinh. Lần đến Việt Nam hồi đầu năm đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về Việt Nam. Tôi rất yêu Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đã cho thấy được sức mạnh nội tại, tinh thần của Việt Nam. Tôi ngày càng cảm nhận được dân tộc Việt Nam còn rất nhiều những yếu tố đầy hấp dẫn mà tôi vẫn chưa thể hiểu hết. Bạn Hạnh Trang, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự khi được tham dự hoạt động Ngày Văn hóa lần này. Đây là một cơ hội quý giá để đưa những nét đẹp đặc sắc của đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với những người dân láng giềng Trung Quốc nói riêng và bạn bè Nam Châu nói chung. Đồng thời cũng là dịp để những người trẻ xa xứ chúng tôi được gặp lại hồn Việt ngay giữa lòng thủ đô Bắc Kinh và đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng, quảng bá và tôn vinh hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chương trình đã để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó phai.